Thân chào các bạn. Hôm nay mà mình sẽ trồng cái cây khoai tây và cà chua. Đó. Mình sẽ nối cà chua với khoai tây. Thế mình làm thành ra như là mình ở dưới là nó mọc ra khoai tây. Còn ở trên á thì là nó mọc ra cà chua. Đây là cà chua mình ươm từ hột ra đây các bạn. Đó. Ở bên đây á là những cái cà chua nó bán ở trong vườn ươm á là nó đều ghép hết rồi. Đó. Bây giờ mình mới ghép cây. Hôm nay mình sẽ ghép cây thì nó sẽ mọc lên á là cà chua ở trên. Nhưng mà bên dưới á là nó sẽ khoai tây nó sẽ ra. Đó, nó sẽ mọc ra, đó là như vậy. Cho hôm nay là mình sẽ làm như vậy. Đó. Thì hậu cho anh thép à. Hậu lấy cho anh mấy cái thép à. Ok, but thép for me first. This one is- Okay. This is một cái dụng cụ mình là như vậy nè. Đó. Sẽ I hate this thing. Okay. Để nó cắt tay nó xuống. Yeah, but she's up to man. Not really want to grab it then. You need more? Okay. Look at the thing in the bottom for me. Okay, that's okay. Đó thì mình sẽ là tạo ra cái mà để mình dán buộc lại các bạn. Buộc lại cho nó cứng. Dán sơ khởi nó rồi mình sẽ buộc nó sang. Mình sắp cái này ra, mình không có tép mà để ráp tin. Không có tép mà để cho chuyên môn về ráp tin, về tháp cây á. Mình phải tận dụng những cái này thôi. Đó. Thì mình sẽ trước hết á mình sẽ cắt cái này ra, cái này nó lớn rồi nè các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ cắt cái mấy cái này ra cho nó. Đó. Mình sẽ cắt nó ra. Mình không cần cái khúc này nữa. Mình cắt nó ra. Đó. Mình sẽ cắt cái đầu này ra, mình không cần thiết đó. Thì bây giờ mình cái này mình chẻ. Mình chẻ làm cái hình chữ V. Đó là mình chẻ đây nè. Chẻ cái hình chữ V đây. Chẻ hình cái chữ V nhỏ thôi. Như cần thiết. Cho mình buộc nó lại cho nó dễ. Là cái hình cái chữ V như vậy, thấy không? Đó. Cái hình chữ V như vậy nè. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Cái hình chữ V. V như vậy. Đó. Rồi bây giờ mình phải lấy cái cây này ra. Đó, mình lấy cái cây ra. Mình có thể trồng. Mình trồng tới 2-3 kiểu thôi các bạn. Ừ.
sẽ trồng 20 triệu. Mình sẽ trồng lên. Rồi để đó đi. Mình sẽ lấy cái cây lớn này ra. Cây lớn ra nè. Đó. Thì mình sẽ cắt bỏ cái gốc ra đi. Thì mình tháp nè. Thì cắt bỏ cái gốc nè. Giờ mà với dao á, mình cạo cạo cái này cho nó, để nó thông đường ra đó các bạn. Đó. Nó nhẹ thôi. Đó, để cho nó có nhựa nó ăn với cái đó. Làm lần đầu. Mình ráp lần đầu đây, mình không biết nó được hay không. Đây. Đó, các bạn thấy không, đó là như vậy. Bây giờ mình về nối nó vô, ráp nối nó vô, ráp nối vô cái cây này. Đó, đây các bạn, mình sẽ để cho nó xuống, nằm thẳng xuống dưới đó để nó tiếp nối với cái đó, đó, thấy không? Và có thể mà chúng ta dùng một cái cây nữa, một cái cây này để mình gắn lên trên, chẳng hạn, làm hai cái kiểu dùng rồi các bạn. Ươm bằng hột ra cũng mới, ươm được khoảng có một tuần ra như vậy. Đó. Thì mình cứ bỏ vô vậy đó. Cây nào nữa, cây nào nữa. Cái bây giờ mình cứ cột nó lại, cột nó lại. Chặt nó lại cho nó ôm vô đây. Đó. Đó. Sẽ nằm lộn trong đó được rồi, dùng thiết. Làm tạm thời như vậy nè. Đó. 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 Rồi lấy cái cây tép nữa. Mình dùng cái này, mình kẹp cái trứng cất cho cứng vô.
nó là mình buộc nó thì nó hơi 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 không được cứng, không được cứng thì mình chặt cái cây này đó. Thì cho nó ôm cứng rồi sụp sát vô. Cái con keo nó có dính bằng cái mần người ta để dùng người ta tháp cành đó các bạn. Họ có cái bông keo đó, tháp cành rất là chặt, mình không có, mình không có mua. Lần đầu nếu mà làm thành công đó, thì mình sẽ làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn thì mình sẽ mua. Lần đầu mà cái gì thì mình cũng làm thử lần đầu nó tốt cho thằng mình cũng thêm nhiều hơn. Cái này nó còn ngỏng quá quá, mình sợ gãy với các bạn. Còn mỏng manh quá mình sợ gãy nữa, gãy nó ổn. Kẹp cho thêm, kẹp cho thêm bên này để cho nó nhiều cứng. Đây, mình giờ mình kẹp cho nó cứng luôn mà. Các bạn đó, như vậy chạy đó, bây giờ mình muốn vẫn chặt cho luôn. Hậu ơi, cái băng keo trắng ấy, hậu hậu đưa anh cái băng keo này anh làm cũng được hậu ơi. Băng keo trắng ấy. Thank you.
trồng trong một chậu, trồng trong bịch, trong bao luôn các bạn. Đó. Trồng trong bao luôn. Là nó vừa vậy nè các bạn đó. Các bạn, gạo này mình của bên California mà ăn gạo Mỹ chứ mà, gạo Mỹ, gạo này ở bên California. Đó, bây giờ mình lấy xúc trên đất lên. Cao chừng nào mình sẽ thêm đất thêm. Thêm đất nó vô này. Mình sẽ mình cho nó vô, trong vô đây. Ở cái này mình cho nó xuống dưới. Để nó cái gì nó trồng. Trồng dưới đây. Ta trồng trồng chậu mình trồng bao các bạn. Nếu trồng trong bao là các bạn phải đục mấy cái lỗ dưới cho nó mình sẽ xúc trong đất. Cái cà chua thì nó thích đất phải rời, đất xốp rời, nó cũng thích đất cứng các bạn. Mình sẽ cho tôi một cái cây vô để mình bột, sau này mình bột
sau này mình buộc cà chua cho nó theo cái cây này nè các bạn. Ở đây mình dùng ba cái cây, ba cái tre làm cái vàng cho nó. Đó là từ từ đó. Bây giờ mình sẽ làm cái cây cho cái sông cây cầm cây này trước đã. Rồi mình làm xong thay. Đó, cái nó số đất cái này trước. Rồi trong này để trong mát khoảng chừng 3-4 ngày, 4-5 ngày vậy đó. Rồi mình mới đem ra ngoài nắng. Cái này mình có mình sẽ đi mua phân bò các bạn, mình bỏ thêm vô cho nó tốt cây. Đây cái gì cũng mua đất á, đất cũng phải mua, phân bò mình cũng phải đi mua. Đó, ở đây là vậy á, mình trồng ở nhà, mình ở chung cư đó các bạn, mình ở condo. Cho nên mình không có đất nhiều, mình chỉ trồng bậy bạ trên ban con ni cho nó vui, nhưng mà trong hàng ba đó, hàng ba cho nó vui. Đó. Mình lớn tuổi rồi, mình về hưu rồi thì mình chỉ trồng đơn sơ, đơn giản vậy thôi. Chứ làm nhiều quá mình cũng làm không nổi đâu. Đang dưỡng đơn giản như đơn giản như đang dưỡng như các bạn. Sẽ bỏ thêm đất. Bỏ thêm đất thêm. Nó càng lớn lên thì mình càng bỏ thêm đất thêm. Trong cái mùa dịch này nó mà làm những cái gì nè, nó vui. Nó qua ngày, tháng trong vẫn còn giới nghiêm là các bạn đó, mình làm biến ra ngoài đó. Thì ở trong nhà trong này trong vui nhà cửa đó. Rồi khi mà cái này nó có cái này nó trong nè, có cái ấy mình thấy nếu mà ra potato đã ra cái khoai tây ở dưới đó mình thấy. Đợi cho nó lớn lên mình sẽ cập nhật cho các bạn, rồi mình sẽ thêm đất thêm. Cắt cây cà chua với khoai tây. Đó, ở đây là trong những action show cả plan food, give me a plan food nè, some plan food đó, đó là nó rút ra cái kiểu này thì là hồi 2000
2008 là cái người Anh á, một cái ông ở Anh á, ông tìm ra, ông tự rap vậy đó, thì ông kêu là potato hoặc là tomato, nên kêu là tomato. Mình bỏ chút xíu chất dinh dưỡng này các bạn, chút xíu thôi, không xài nhiều chất dinh dưỡng. Đó là nó tốt cho cái khoai, cho chút xíu đó vậy thôi. Hôm nay mình cũng mới vừa sáng tác là để cho bà xã là thứ cây. I just make this one for you to water plant easier. Đục lỗ dưới đây rồi. Thì bây giờ mình cứ tưới vậy đó. Khi mà nước nó ra thì mình sẽ ấy là. Epsom salt này hiện với đây đấy. Okay. Okay. Đó, for a while. Đó. Thân chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đó. Tomato. Tomato. No. Potato. And the tomato, that's called a tomato. Tomato. Yeah. Potato, tomato. Yeah, tomato, yeah. Tomato. Yeah. 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 Tomato, yeah, that's right. Tomato.